là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa kiểm tra mô hình nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao tại vùng biển Hòn Đảo Mê. Khai mạc hội chợ thương mại hàng tiêu dùng huyện Tĩnh Gia năm 2017, Công an huyện Tĩnh Gia phối hợp với Ban chỉ đạo an toàn giao thông xã Hải Bình và Hải Thanh tổ chức lễ ra mắt mô hình bến đỏ an toàn. Phóng sự Hội Cựu chiến binh Tĩnh Gia tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6 tại huyện Tĩnh Gia, Cụm thi đua số 3 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự. Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, cụm thi đua số 3, ngành văn hóa 8 huyện, thị, thành phố ven biển gồm thị xã Bỉm Sơn, huyện Hoàng Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Hậu Lộc, huyện Nga Sơn, thành phố Thanh Hóa, huyện Quảng Xương và huyện Tĩnh Gia đã tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội mừng Đảng, mừng xuân để lại nhiều ấn tượng trong nhân dân và du khách như lễ hội cầu phúc, lễ hội bánh chưng, bánh dày thành phố Sầm Sơn, lễ hội Sòng Sơn, Ba Dọi, Bỉm Sơn, lễ hội Mai Ăn Tiêm, Nga Sơn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm đã phát động đăng ký xây mới được 9 thôn văn hóa, 29 cơ quan, đơn vị, 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị như kỷ niệm 70 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn và hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa ngày giải phóng miền Nam. Lĩnh vực thể dục thể thao, gia đình, du lịch được quan tâm. 6 tháng đầu năm, ngành văn hóa trong cụm đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thẩm định hơn 200 cơ sở lưu trú du lịch, đón được 4.256.500 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 3.400 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã biểu dương những thành tích kết quả mà ngành văn hóa thông tin, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị, 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong cụm tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, gia đình, quản lý lễ hội, lập hồ sơ xếp hạng di tích, thực hiện hoàn thành công tác lập quy hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 08 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao. Từ đó kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2017, Đoàn Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Minh Thông, Giám đốc làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra mô hình nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao tại vùng biển đảo Hòn Mê. Cùng đi về phía huyện Tĩnh Gia có đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trạm Khuyến Nông huyện. Dự án nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao vùng biển đảo Hòn Mê giai đoạn 2016-2018 với 4 lồng nuôi công nghệ cao của Na Uy làm hoàn toàn bằng nhựa HDPE đặc chủng do Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 và Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Chế biến Hải sản Long Hải thực hiện. Dự án chính thức được đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm 2016. Trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Chế biến Hải sản Long Hải đưa vào nuôi 2 lồng cá giò vào tháng 9 năm 2016 với mật độ 1.000 con trên một lồng.
trọng lượng cá là 0,2 kg trên một con. Hai lồng tôm hùm thả vào đầu tháng 12 năm 2016 với mật độ 510 con trên một lồng, trọng lượng tôm là 0,05 kg trên con. Ngoài ra công ty còn nuôi kết hợp giữa ốc hương với hầu Thái Bình Dương quanh khu vực các lồng nuôi. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các loại thủy hải sản được nuôi theo mô hình tại khu vực đảo Hòn Mê sinh trưởng và phát triển tốt. Cá giò hiện có trọng lượng trung bình 4 kg trên một con, tôm có trọng lượng 0,4 kg trên một con. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, đánh giá cao tinh thần tiên phong và trách nhiệm cao trong việc thực hiện mô hình của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Chế biến Hải sản Long Hải. Đồng thời nhấn mạnh, việc đưa mô hình nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao vào nuôi tại vùng biển đảo Hòn Mê là chủ trương đúng đắn, góp phần di chuyển địa điểm nuôi từ ven bờ lâu nay đã và đang bị ô nhiễm đến các hòn đảo xa bờ, đảm bảo nuôi trồng sinh trưởng và phát triển và các tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó giảm thiểu tác động xấu của môi trường, nâng cao năng suất chất lượng và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, được sự đồng ý của Sở Công Thương Thanh Hóa và Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, tối ngày 1 tháng 7, tại Sân Vận động huyện, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Thương mại Việt Bắc tại Hà Nội tổ chức khai mạc hội chợ Thương mại hàng tiêu dùng huyện Tĩnh Gia năm 2017. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lê Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cùng lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện. Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng huyện Tĩnh Gia năm 2017 thu hút sự tham gia của 55 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể với trên 80 gian hàng đạt quy chuẩn của các doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Hải Phòng, Lào Cai, Thái Nguyên. Các gian hàng tham gia tại hội chợ rất đa dạng và phong phú như dệt may, giày da, đồ nhựa, sành sứ, thiết bị điện tử, thiết bị văn phòng, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông lâm ngư nghiệp. Ngoài ra, buổi tối hàng ngày tại hội chợ sẽ diễn ra các chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ khách tham quan hội chợ. Theo kế hoạch, hội chợ sẽ được diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2017. Phát biểu chào mừng tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, hội chợ là dịp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa với chủ trương khai thác mặt hàng nội địa, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội chợ còn là cầu nối giữa cung và cầu, giữa người sản xuất với người tiêu dùng, giới thiệu các sản phẩm tiềm năng thế mạnh của địa phương, từ đó thu hút các doanh nghiệp trong nước vào đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa của huyện nhà. Để công tác tổ chức hội chợ đạt kết quả đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Thương mại Việt Bắc có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành của huyện, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tĩnh Gia, tổ công tác liên ngành 389 của huyện thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, xúc tiến đầu tư, làm tốt công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi tham quan các gian hàng của các doanh nghiệp được trưng bày tại hội chợ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; Nguyễn Văn Long, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các đơn vị trực thuộc. 6 tháng đầu năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động, tổ chức thăm hỏi trên 30 lượt đoàn viên công đoàn ốm đau, bệnh tật, tổ chức bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Bình Minh, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, chào mừng các sự kiện quan trọng của quê hương đất nước như ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Liên đoàn Lao động huyện cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở và công đoàn trực thuộc phát động các phong trào thi đua yêu nước như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,
các phong trào thi đua đều được gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên công đoàn, triển khai tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương tỉnh, huyện tới đông đảo đoàn viên công đoàn, tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở. Đến ngày 29 tháng 6, đã có 60 trên 62 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Ngoài ra, các hoạt động nữ công, công tác tài chính và hoạt động kinh tế, hoạt động của Ủy ban kiểm tra cũng được các cấp công đoàn trong toàn huyện thực hiện có hiệu quả. Từ đó đã mang lại những kết quả thiết thực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đã biểu dương những thành tích kết quả mà tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị Liên đoàn Lao động huyện cần rà soát lại các mục tiêu nhiệm vụ đã được nghị quyết từ đầu năm, từ đó xây dựng các giải pháp thực hiện để hoàn thành, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trọng tâm là thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền tới đoàn viên trong việc thực hiện công tác đảm bảo môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo nghị quyết số 04 NQTU và 05 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 9, tiến tới Đại hội Công đoàn Thanh Hóa và Đại hội lần thứ 12 Công đoàn Việt Nam. Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Công đoàn Khối đoàn thể huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Sự và chỉ đạo đại hội có bà Lê Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đảng ủy Khối đoàn thể huyện. Nguyễn Thị Hóa, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Khối đoàn thể huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, viên chức, người lao động. Hàng năm, các tổ công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện chức trách tham gia quản lý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên công đoàn được tiếp thu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Triển khai các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng cơ quan, kỷ cương, nề nếp, xanh, sạch đẹp. Ngoài ra, Công đoàn Khối đoàn thể huyện còn thường xuyên đổi mới và xây dựng nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Hiện Công đoàn Khối đoàn thể huyện có 35 cán bộ đoàn viên tham gia sinh hoạt ở 6 tổ công đoàn. Nhìn chung, cán bộ đoàn viên công đoàn đều phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động chung của khối đoàn thể, luôn phấn đấu vươn lên, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới quê hương đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, tích cực đấu tranh với các tệ nạn tiêu cực, tệ nạn xã hội, thực hiện dân chủ, bình đẳng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong khối, trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị. Phát biểu tại đại hội, bà Lê Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, Bí thư Đảng ủy khối, và Nguyễn Thị Hóa, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Công đoàn Khối đoàn thể huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Khối đoàn thể huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung xây dựng Công đoàn Khối vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, tâm huyết trong mọi hoạt động của công đoàn, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan.
Đại hội đã dân chủ bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 15, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi huyện Tĩnh Gia đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Sự hội nghị có đại diện tỉnh hội, về phía huyện có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi 34 xã thị trấn. 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của hội, Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi huyện Tĩnh Gia đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Các cấp hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích, chế độ chính sách của hội viên người khuyết tật và trẻ mồ côi. Hội đã vận động xây dựng quỹ hội được trên 210 triệu đồng. Nhân dịp lễ Tết, hội đã vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm được 1.253 xuất quà trị giá 358 triệu đồng trao cho người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác chăm sóc sức khỏe người tàn tật và trẻ mồ côi cũng đã được các cấp hội quan tâm. Bên cạnh đó, hội cũng đã trao tặng 23 suất học bổng với số tiền là hơn 13 triệu đồng và 6 xe đạp trị giá 6,6 triệu đồng cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi học tập đạt thành tích khá giỏi năm học 2016-2017. Ngoài ra, các cấp hội cũng đã sửa chữa 3 nhà tình thương với mức hỗ trợ 20 triệu đồng. Thường trực huyện hội phối hợp với tỉnh hội và nhà tài trợ trao 30 xe lăn cho người khuyết tật. 6 tháng cuối năm 2017, Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi huyện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động giúp đỡ đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện. Với các ngành y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, quan tâm chăm sóc các đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi. Đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân quan tâm giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, 8 cá nhân đã được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Ngày 29 tháng 6, tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch chiến dịch đẩy nhanh tiến độ các mục tiêu 90-90-90 phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn. Tham dự hội nghị có các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cùng Chủ tịch trường trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện khai mạc hội nghị. Thực hiện chỉ thị số 12 CT-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tĩnh Gia về tăng cường triển khai thực hiện chiến dịch tiếp cận mục tiêu 90-90-90 phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện. Mục tiêu đến năm 2020, có 90% số người bị nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình. 90% số người đã chuẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV. 90% số người được điều trị bằng ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp dưới ngưỡng ức chế để sống khỏe và làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho người khác. Huyện Tĩnh Gia đã triển khai chiến dịch tăng cường và các hoạt động đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng chống HIV/AIDS. Trong 2 tháng chiến dịch, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, phấn đấu thực hiện 70% kế hoạch năm 2017, với dự kiến phát hiện 37 ca nhiễm HIV, mục tiêu điều trị mới cho 26 người bị nhiễm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về cách thức triển khai chiến dịch, sự cam kết chỉ đạo của chính quyền địa phương trong triển khai chiến dịch, huy động nguồn lực và hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhằm tăng kết quả các chương trình hướng tới mục tiêu 90-90-90. Để đẩy nhanh chiến dịch tiến độ các mục tiêu 90-90-90 phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện, thì Trung tâm Y tế cần rà soát, giao chỉ tiêu tiếp cận, xét nghiệm, chuyển tiếp điều trị cho các xã thị trấn, tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị tham gia thực hiện, xác định nhu cầu xét nghiệm HIV và kết nối điều trị, xây dựng kế hoạch tiếp cận cụ thể
và đo lường kết quả hoạt động thường xuyên cho từng xã. Tổ chức tiếp cận những người có nguy cơ cao, chuyển tiếp xét nghiệm HIV đi điều trị ARV. Tăng mức hỗ trợ cho người chuyển tiếp thành công, người đi xét nghiệm và điều trị HIVS để tiến độ mục tiêu 90-90-90 phòng chống HIVS trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 6 tại hội trường xã Hải Bình, Công an huyện Tĩnh Gia phối hợp với Ban chỉ đạo an toàn giao thông xã Hải Bình và xã Hải Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình bến đỏ an toàn. Sự buổi lễ có lãnh đạo Công an huyện, các thành viên Ban chỉ đạo an toàn giao thông xã Hải Bình và Hải Thành. Trong thời gian qua, tại khu vực đò ngang thuộc thôn Thanh Đình xã Hải Thành và thôn Liên Đình xã Hải Bình, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa diễn biến phức tạp. Các chủ tàu thuyền kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa tại khu vực bến đò hoạt động không đầy đủ thủ tục, không có nội quy bến bãi, chưa trang bị đầy đủ dụng cụ phao cứu sinh cho hành khách. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, các yếu tố trên tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông đường thủy. Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện giao thông đường thủy, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản người dân, Công an huyện đã phối hợp cùng với Ban An toàn giao thông xã Hải Bình và xã Hải Thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình bến đò an toàn. Đối với các chủ đò và người điều khiển đò, phải có đủ bằng cấp và giấy tờ cần thiết theo quy định của ngành chức năng, phải có đủ áo phao cho hành khách. Đồng thời các ban ngành đoàn thể xã Hải Bình và Hải Thành tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, giúp cho mọi người hiểu rõ và chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa, từ đó góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông nói chung và đường thủy nội địa nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, Bình Minh là xã bé ngang ven biển, có sông bão chạy qua địa bàn nên công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trong những năm qua rất được địa phương chú trọng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, ngay từ cuối tháng 3, xã Bình Minh đã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống lụt bão, triển khai các phương án kế hoạch về công tác phòng chống lụt bão năm 2017. Theo đó, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật đê điều, luật phòng chống thiên tai, chuẩn bị và giao chỉ tiêu về phương tiện, vật tư dự trữ cho các thôn trên địa bàn, chủ động tu bổ, nâng cấp và khắc phục những tồn tại của các công trình xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi và phúc lợi công cộng, tăng cường lực lượng đê hộ, lực lượng tuần tra canh gác trong mùa mưa bão, đồng thời chủ động xây dựng phương án di dân, phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy hải sản và kêu gọi tàu thuyền trong mùa mưa bão, đồng thời chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để ứng phó khi bão lụt xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục xác định nghề biển là thế mạnh của địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hải Bình đã tranh thủ sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của Trung ương, cải hoán, sửa chữa và nâng cấp 45 tàu thuyền, hoàn thiện hồ sơ đóng mới 4 tàu theo Nghị định 67 với tổng số vốn hơn 40 tỷ đồng. Nhờ thời tiết thuận lợi trong 6 tháng qua, ngư dân xã Hải Bình vươn khơi khai thác được 887 tấn hải sản các loại, thu mua được 50.190 tấn, chế biến 14.500 tấn hải sản. Các mặt hàng hải sản của địa phương đã và đang có mặt trên thị trường trong và ngoài nước như cá, mực, tôm, nước mắm, chả cá, mang lại thu nhập từ 4,5 đến 5 triệu cho một lao động trên một tháng, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội của Hải Bình ngày một phát triển. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích 150 ha lúa mùa của xã Phú Lâm đã được gieo cấy xong với các giống chủ lực phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương có tiềm năng năng suất cao như Thái Xuyên 111, Tết Di Vàng, BC15, Thiên Ưu 8, TBS25, Khang Dân 18, v.v. Hiện nay, chính quyền xã đang tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân thường xuyên xuống đồng chăm sóc bảo vệ lúa mùa, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng đề ra. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2012-2017 được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện và hội cựu chiến binh tỉnh, các thế hệ hội cựu chiến binh huyện nhà
đã phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ 5 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, tích cực vận động cựu chiến binh tham gia học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa nội dung sinh hoạt trở thành hoạt động thường xuyên của các tổ chức hội. Cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh trong huyện luôn gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp tham gia giải quyết nhiều vấn đề phức tạp ở địa phương, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, triển khai thực hiện tốt quyết định 217-218 của Bộ Chính trị, phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của hội viên và nhân dân đến chính quyền các cấp. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trong những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong toàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của người lính bộ đội Cụ Hồ. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình nghĩa đồng chí, đồng đội với phương châm lá lành đùm lá sách ít đùm lá sách nhiều, giúp nhau cùng thoát nghèo bền vững. Khi người lính trở về địa phương, phát huy cái bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, bản thân tôi cũng đã tôi luyện và kiên nhẫn để đi theo cái hướng phát triển kinh tế xã hội. Sau khi về cuộc sống đời thường thì tôi đã tham gia thành lập công ty và giải quyết được khoảng gần 1.000 lao động địa phương để có việc làm ổn định. Các cấp hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế bằng việc chủ động đề xuất với cấp ủy chính quyền, phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện để hội viên đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Theo đó, hiện nay các cấp hội cựu chiến binh đang trực tiếp quản lý tại 66 tổ tiết kiệm với 2.383 hội viên vay bằng 66 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 49 doanh nghiệp, 81 trang trại và 132 gia trại do cựu chiến binh làm chủ và hàng nghìn hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình. Do sức khỏe người tàn tật và công ty chúng tôi đặc biệt chú trọng đến con em cựu chiến binh sẽ được ưu tiên vào làm các công tác phù hợp ở trong công ty. Trong những năm vừa qua cũng đã tham gia hoạt động từ thiện và các cái chương trình mà do tỉnh huyện phát động như quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới cho các xã như Nghi Sơn, Bình Minh, Phú Lâm, Ninh Hải. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhiều hội viên đã chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong phong trào xóa nhà tranh tre rột nát gắn với phong trào xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Tĩnh Gia đã phát động phong trào xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, huy động hàng nghìn ngày công để xóa nhà rột nát cho các hội viên còn khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền quyên góp được trong nhiệm kỳ là 1 tỷ 250 triệu đồng, xây mới và sửa chữa 59 nhà tạm bợ rột nát. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh. Vì vậy, trong những năm qua, các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, kiện toàn 284 tổ bảo vệ an ninh trật tự, 2.748 tổ an ninh xã hội, tổ chức tuyên truyền được 305 buổi cho trên 5.650 lượt cán bộ hội viên về các nội dung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia tổ hòa giải ở khu dân cư 750 đồng chí, tham gia cảm hóa giáo dục người lầm lỗi cho 154 đối tượng,
giúp đỡ cai nghiện tại cộng đồng 8 đối tượng, phát hiện bắt giữ 75 vụ trộm cắp tài sản. Thực hiện phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hội viên gương mẫu, thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện đã hiến 19.284 m2 đất, ủng hộ 16,3 tỷ đồng, tham gia 32.601 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa xã hội khác. Hải Châu là một cái đơn vị điểm về xây dựng nông thôn mới. Thì từ cái việc phát động đó, thì trong cựu chiến binh, các ông chí cũng là một trong những là phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thì các ông chí cựu chiến binh đã được quán triệt đến từng hội viên, từng chi hội để mà phát huy được cái bản chất đấy để xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì trong chi hội các ông chí đã nhận thức sâu sắc, hiến hàng 7.500 m2 đất và hàng trăm triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công để góp phần cùng xây dựng nông thôn mới, đối với để hoàn thành cái tiêu chí và mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã Hải Châu. Là huyện có khu kinh tế Nghi Sơn, một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước, đang được nhà nước đầu tư ưu tiên với nhiều dự án đã và đang được triển khai xây dựng. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh và huyện, hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã thành lập các tổ đội công tác trực tiếp bám sát địa bàn dân cư, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hội viên và người dân, đồng thời động viên cán bộ hội viên phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư. Kết quả đã có hàng nghìn gia đình cán bộ hội viên có liên quan đến giải phóng mặt bằng đã nhận tiền đền bù và di chuyển về nơi ở mới, góp phần vào việc hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thực hiện các dự án. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cơ sở cũng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được 192 buổi cho 51.600 lượt thanh thiếu niên học sinh ở các trường bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức diễn đàn, giao lưu, thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói chuyện truyền thống, thắp nến tri ân, học tập các tấm gương anh hùng liệt sĩ. Qua đó đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc của tuổi trẻ, phát huy vai trò xung kích, tiếp bước cha anh, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.031 hội viên, nâng tổng số hội viên trong hội lên 12.421 đồng chí, sinh hoạt ở 42 cơ sở hội, tăng 1,4% so với đầu nhiệm kỳ. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen, hàng trăm lượt cán bộ, hội viên và cơ sở được cấp giấy khen. Hàng năm, có 98% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có từ 40 đến 50% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Số hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa đạt 97%. Đánh giá về những kết quả mà các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết. 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia đã phát huy tốt truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội năm nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra. Qua theo dõi, tôi nhận thấy có những thành tích nổi bật. Thứ nhất là Hội Cựu chiến binh của huyện luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ hội viên của cựu chiến binh, tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia phản biện xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong suốt 5 năm thì hội đã tích cực triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, của nhà nước. Tất cả các hội viên của cựu chiến binh huyện đã hăng hái tham gia học tập, viết bản tu hoạch,
các hội, các tổ chức hội xây dựng các kế hoạch hành động để triển khai thực hiện. Và đặc biệt trong năm qua thì với phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, các hội viên cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia đã hăng hái tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Và trong nhiệm kỳ thì rất nhiều các đồng chí cựu chiến binh được tín nhiệm để bầu vào tham gia các chức danh lãnh đạo của các tổ chức đảng, đoàn thể và đặc biệt ở dưới cơ sở, và chiếm cái đội ngũ là tham gia với các cấp như thế là chiếm khoảng 40-50% dưới cơ sở. Điểm nổi bật thứ hai là cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia đã tích cực trong việc đoàn kết, xây dựng giúp nhau để xóa đói giảm nghèo, xây dựng các cái mô hình làm ăn kinh tế giỏi để tích cực cùng với huyện phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Tĩnh Gia giàu đẹp. Trong suốt 5 năm qua thì rất nhiều gương điển hình của cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia trong kinh tế làm ăn giỏi, và đặc biệt là sự giúp nhau để xóa đói giảm nghèo. Và cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia là một trong những hội là xóa đói giảm nghèo mang tính bền vững và tốt nhất của huyện, và tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn dưới 5%. Tỷ lệ cựu chiến binh, các hội cựu chiến binh giàu là chiếm gần 50%. Và đặc biệt thì trong năm qua, cái việc huy động nguồn lực và góp vốn để rồi chung tay chung sức để giúp xóa nhà tranh tre sổ nát của cựu chiến binh, thì cựu chiến binh Tĩnh Gia đã quyên góp được hơn 1 tỷ đồng để xây dựng và xóa được gần 100 cái căn nhà tranh tre tạm bỡ. Điểm nổi bật thứ ba là tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Ở trong đó nổi bật đó là việc xây dựng, chung tay để xây dựng nông thôn mới tại dưới cơ sở. Và cựu chiến binh là lực lượng xung kích đi đầu, thì các hội viên cựu chiến binh của huyện đã hiến hàng nghìn mét vuông đất trong cái việc xây dựng nông thôn mới, và đã đóng góp hàng vạn ngày công để xây dựng, trong đó trực tiếp tham gia xây dựng cái đường giao thông nông thôn, rồi xây dựng chỉnh trang các nhà văn hóa thôn. Trong công tác giải phóng mặt bằng của huyện Tĩnh Gia là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia là luôn luôn đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, tích cực vận động các hội viên, gia đình các hội viên đi đầu trong việc là giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư. Và trong những thời điểm mà công tác giải phóng mặt bằng huyện khó khăn thì hội cựu chiến binh là lực lượng các bác tuyên truyền vận động để cùng với hội viên của cựu chiến binh của huyện, cựu chiến binh của các xã thị trấn xung kích đi đầu để làm gương, và từ đó thì tham gia tích cực để công tác giải phóng mặt bằng huyện Tĩnh Gia. Cái điểm nổi bật thứ tư đó là hội cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia là tích cực xây dựng đội ngũ của hội, và một trong những hội mà đã huy động được lực lượng tham gia hội viên là đông đảo nhất, và hiện nay đã 98,8% các cựu chiến binh đã tham gia hội. Và đặc biệt là hàng năm thì tất cả các hội cựu chiến binh từ cơ sở đến huyện là đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn luôn đạt các cái hội trong sạch vững mạnh. Với những cái thành tích nổi bật như trên thì 5 năm qua liên tục hội cựu chiến binh của huyện Tĩnh Gia được công nhận là hội trong sạch vững mạnh xuất sắc và được nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được Trung ương hội cũng như là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, rồi Đảng bộ và Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Với những thành tích như trên thì tôi tin rằng trong cái nhiệm kỳ 2017-2022 thì hội cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia phát huy truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 sẽ cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tĩnh Gia
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt tất cả các mục tiêu mà Đại hội 25 của huyện Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia tiếp tục đoàn kết, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục khắc phục mọi khó khăn thử thách, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, xây dựng quê hương Tĩnh Gia ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân huyện nhà. Cái phương hướng nhiệm vụ của cái nhiệm kỳ tới, chúng tôi đã xác định trước hết là tập hợp các thế hệ cựu chiến binh để phát huy cái bản chất, cái truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, nâng cao cái chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp, tích cực xây dựng và bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, phát huy được cái vai trò của cựu chiến binh trong những thời gian vừa qua. Trước hết là tập trung phát huy để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với đảng bộ và chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Từ cái phương hướng như vậy, cho nên chúng ta cần phải là tập trung thực hiện tốt cái 12 chỉ tiêu mà chúng ta đã đề ra, mà trong đó đặc biệt là làm thực hiện có hiệu quả là hai cái khâu đột phá. Trong đó tập trung vào, một là nâng cao cái năng lực, cái trách nhiệm, cái tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu tổ chức hội các cấp và các cán bộ hội cơ sở, tạo chuyển biến một cách rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ hội cơ sở trong cái nhiệm kỳ tới. Cái thứ hai là đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội, mà trước hết là tập trung nâng cao, đổi mới cái chất lượng sinh hoạt cấp chi hội, để chi hội nhận thức là nơi là tập trung thu hút hội viên sinh hoạt, học tập và phát huy dân chủ và thực hiện có hiệu quả trong hoạt động các cái chương trình công tác của hội trong cái nhiệm kỳ tới. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 30 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 62 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 17 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước hơn 20 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng 4 trường hợp các lỗi vi phạm là không đội mũ bảo hiểm, không bật tín hiệu khi chuyển hướng, không có gương chiếu hậu, đi không đúng phần đường, làn đường. Những ngày qua, trên địa bàn huyện xảy ra một vụ va chạm giao thông thuộc địa phận xã Thanh Sơn. Hậu quả là một người bị thương, hư hỏng 2 xe mô tô. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Thuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Trung Kiên, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, Trung Luyến, Viết Mậu. Như đã thông báo sáng nay, ngày 4 tháng 7, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị huyện. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của các thế hệ cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh huyện nhà.
Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia tổ chức tường thuật trực tiếp chương trình đại hội trên sóng phát thanh để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện được nghe, theo dõi các nội dung chương trình của đại hội. Đài Truyền thanh Truyền hình huyện kính đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban tuyên giáo các xã thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh tiếp tục duy trì việc thu phát sóng, phát thanh trực tiếp của đại huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định. Thời gian một ngày buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Tần số thu phát sóng FM tần số 96 MHz đang sử dụng. Kính mong sự quan tâm. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn thông tư số 02 của Bộ Y tế về quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Điều 5. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ ngày giường điều trị. 1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá tối đa ngày giường theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 2 thông tư này gồm: A. Chi phí về găng tay thăm khám, găng tay sử dụng trong tiêm, truyền và chăm sóc người bệnh, mũ, khẩu trang, quần áo, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế và người bệnh. Văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác. Vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm kim tiêm thông thường, loại dùng một lần, dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 10ml, kim lấy thuốc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc, điều trị hàng ngày. B. Chi phí về điện, nước, xử lý chất thải, giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám, chi phí vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường, vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn, khu vực buồng bệnh. C. Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác chăm sóc và điều trị người bệnh. Hai nhỏ, số ngày điều trị nội trú được tính theo hướng dẫn tại thông tư số 28/2014/TT-BIT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế cụ thể. A. Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ ngày vào viện cộng 1. B. Trong trường hợp người bệnh vào viện hôm trước và ra viện vào hôm sau, từ 4 tiếng đến dưới 24 tiếng chỉ được tính 1 ngày. C. Trong trường hợp người bệnh chuyển hai khoa trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính 1/2 ngày. Trường hợp người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên trong cùng một ngày thì giá ngày giường điều trị nội trú hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất. Ba nhỏ, giá ngày giường bệnh ngoại khoa bỏng áp dụng tối đa không quá 10 ngày phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày giường nội khoa quy định tại mục 3 của phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Bốn nhỏ, giá ngày giường điều trị được tính cho một người trên một giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 2 người trên một giường thì chỉ thu tối đa 50%. Trường hợp nằm ghép từ 3 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Năm nhỏ, giá ngày giường điều trị hồi sức tích cực chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau. A. Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 hoặc hạng 2 đã thành lập khoa hồi sức tích cực, khoa hoặc trung tâm chống độc, khoa hồi sức tích cực, chống độc và các khoa trung tâm này có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo quyết định số 01/2008/QĐ-BIT ngày 21 tháng 1 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. B. Trường hợp đơn vị chưa thành lập khoa hồi sức tích cực nhưng trong khoa cấp cứu có một số giường được sử dụng để điều trị tích cực, giường bệnh cho phẫu thuật của các khoa phẫu thuật loại đặc biệt, loại 1 và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu về trang bị cho giường hồi sức tích cực quy định tại quyết định số 01/2008/QĐ-BIT của Bộ Y tế nêu trên.
C. Khi người bệnh nằm tại các giường này, với các bệnh lý cần được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được áp dụng mức giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2, phụ lục 2 của thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. 6 nhỏ, áp dụng mức giá ngày giường bệnh cấp cứu. A. Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu trong khoa, ví dụ trong khoa nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh, chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng, thì được áp dụng giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2, phụ lục 2 của thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. B. Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu không đăng ký khám tại khoa khám bệnh, nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên, thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền giường, ngày, bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không phải chi trả tiền khám bệnh. 7 nhỏ, trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao, được áp dụng mức giá ngày giường bệnh tương ứng đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. 8 nhỏ, trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp, tạm thời áp dụng mức giá ngày giường bệnh nằm ghép 2 người theo từng loại chuyên khoa đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định. 9 nhỏ, trường hợp bệnh viện hạng 3, hạng 4 hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt thì áp dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi thực hiện dịch vụ đó. Ví dụ, tại bệnh viện A được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt, nếu bệnh viện được xếp hạng hạng 3 thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 của bệnh viện hạng 3. Nếu bệnh viện được xếp hạng 4 hoặc chưa xếp hạng thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 của bệnh viện hạng 4. 10 nhỏ, trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau trừ chuyên khoa nhi tại thông tư số 50/2014/TT-BIT ngày 6 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật. Sau đây, gọi tắt là thông tư số 50/2014/TT-BIT áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất. 11. Trường hợp các phẫu thuật xếp tương đương với một phẫu thuật quy định tại thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại thông tư số 50/2014/TT-BIT thì áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa bỏng theo phân loại của phẫu thuật đó. 12. Trường hợp các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại thông tư số 50/2014/TT-BIT thì áp dụng mức giá thanh toán ngày giường ngoại khoa loại 4 của bệnh viện tương ứng. 13. Áp dụng giá ngày giường điều trị đối với các khoa thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng. A. Giường hồi sức tích cực, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 điều này. B. Giường cấp cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 điều này. C. Giường bệnh tại các khoa ung thư, nhi, áp dụng giá ngày giường điều trị nội khoa loại 1, quy định tại điểm 3.1 phụ lục 2, theo hạng bệnh viện tương ứng. D. Giường bệnh nội khoa của các khoa còn lại, áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 2, quy định tại điểm 3.2 phụ lục 2, đối với nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 3, quy định tại điểm 3.3 phụ lục 2, theo hạng bệnh viện tương ứng đối với các bệnh còn lại. 14. Đối với các trường hợp liên chuyên khoa, áp dụng mức giá của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương ứng với hạng bệnh viện. Điều 6. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. 1. Giá của các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ trừ một số trường hợp đặc biệt đã có ghi chú cụ thể. Bệnh viện không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã kết cấu trong giá của các dịch vụ. 2. Giá của các phẫu thuật, thủ thuật chưa bao gồm chi phí máu, chế phẩm máu nếu có sử dụng. Trường hợp có sử dụng được thanh toán theo quy định tại thông tư số 33/TT-BIT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. 3. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ theo thứ tự như sau. A. Đối với các dịch vụ cụ thể đã được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục
kèm theo thông tư này, áp dụng theo mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho từng dịch vụ. B. Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo thông tư này, đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện, áp dụng theo mức của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện. C. Trường hợp các phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định giá tối đa tại phụ lục 3 kèm theo thông tư này, đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện, áp dụng mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác của từng chuyên khoa quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này. 4. Chi phí gây mê. Do có những dịch vụ khi triển khai thực hiện, người bệnh có thể phải gây mê hoặc không cần phải gây mê, nên chi phí gây mê của các dịch vụ ban hành kèm theo thông tư này được quy định như sau. A. Giá tối đa của các phẫu thuật quy định tại các chuyên khoa này đã bao gồm chi phí gây mê. Riêng phẫu thuật thuộc chuyên khoa mắt chưa bao gồm chi phí gây mê. B. Giá tối đa của các thủ thuật đã bao gồm chi phí thuốc gây tê, an thần tiền mê, chưa bao gồm chi phí gây mê, trừ một số trường hợp đã ghi chú cụ thể. C. Trường hợp khi thực hiện phẫu thuật chuyên khoa mắt hoặc thực hiện các thủ thuật của các chuyên khoa khác mà người bệnh cần phải gây mê, do bác sĩ chuyên khoa gây mê thực hiện thì được tính thêm chi phí của dịch vụ gây mê. Dịch vụ số 1250 phụ lục 3 khi thực hiện dịch vụ. 5. Trong trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật, thực hiện thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất và các dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh trong cùng một lần phẫu thuật được thanh toán như sau. A. Bằng 50% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một kíp phẫu thuật thực hiện. B. Bằng 80% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp phẫu thuật khác để thực hiện. C. Trường hợp dịch vụ phát sinh và các thủ thuật thì thanh toán 100% giá của dịch vụ phát sinh. 6. Đối với dịch vụ thay băng. A. Dịch vụ thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài trên dưới 15cm chỉ thanh toán đối với người bệnh điều trị nội trú trong các trường hợp như sau. Vết thương mổ nhiễm trùng, vết thương có thấm dịch, máu trong các tổn thương lóc da, hở da diện tích trên 600cm2, vết thương đã có chèn gạc, vết thương chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều, đa vết thương trên mổ hoặc sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên. Không áp dụng đối với thay băng các trường hợp phẫu thuật sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sơ sinh. B. Dịch vụ thay băng vết mổ có chiều dài trên 15cm đến 30cm trong điều trị nội trú chỉ được áp dụng đối với một số trường hợp sau: vết mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu. Vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc bụng hoặc viêm xương hoặc áp xe. Vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc đường mật hoặc bụng cổ trướng. Vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên. Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai được áp dụng mức giá này nhưng tối đa không quá 3 lần. C. Trường hợp thay băng vết thương có chiều dài trên 15cm đến 30cm thực hiện theo mức giá quy định tại thông tư này. 7. Dịch vụ định nhóm máu ABO trong truyền máu đối với các xét nghiệm số 1300, 1301, 1302 quy định tại phụ lục 3 của thông tư này. A. Định nhóm máu hệ ABO tại khoa xét nghiệm khi phát máu toàn phần và các chế phẩm khối hồng cầu, khối bạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tương. Định nhóm máu cho người bệnh, thanh toán một lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1302 quy định tại phụ lục 3 thông tư này. Do mức giá tối đa của dịch vụ 1302 đã tính chi phí của hai lần định nhóm máu hệ ABO trên cùng một mẫu máu hoặc hai mẫu máu của cùng một người bệnh bằng hai phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu. Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu, đơn vị chế phẩm máu, thanh toán một lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1300 quy định tại phụ lục 3 của thông tư này. Trường hợp người bệnh được phát nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu tại cùng một thời điểm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ hai trở đi, cứ phát sinh thêm một đơn vị thì sẽ được thanh toán thêm một lần
định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại phụ lục 3 của thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất. B. Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh. Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu. Thanh toán một lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại phụ lục 3 của thông tư này. Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu, thanh toán một lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1301 quy định tại phụ lục 3 của thông tư này. Trường hợp tại cùng một thời điểm người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu, đơn vị chế phẩm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ hai trở đi cứ phát thêm một đơn vị máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu thì thanh toán thêm một lần định nhóm máu tại giường bệnh theo mức giá dịch vụ có số thứ tự 1302 quy định tại phụ lục 3 của thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi truyền đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất. Mức giá của các dịch vụ định nhóm máu ABO từ số thứ tự 1300, 1301, 1302 quy định tại phụ lục 3 của thông tư này được quy định chung cho các phương pháp ống nghiệm, phiến đá hoặc trên giấy. 8. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở nhiệt độ 37 độ C có sử dụng huyết thanh kháng globulin, nghiệm pháp gồm gián tiếp trong truyền máu, thanh toán theo giá của dịch vụ, phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng sinh globulin, người có số thứ tự 1358 hoặc 1359 quy định tại thông tư này. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Thuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Trung Kiên, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, Trung Luyến, Viết Mậu. Như đã thông báo sáng nay, ngày 4 tháng 7, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị huyện. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của các thế hệ cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh huyện nhà. Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia tổ chức tường thuật trực tiếp chương trình đại hội trên sóng phát thanh để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện được nghe, theo dõi các nội dung chương trình của đại hội. Đài Truyền thanh Truyền hình huyện kính đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban tuyên giáo các xã thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh tiếp tục duy trì việc thu phát sóng, phát thanh trực tiếp của đại huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định. Thời gian một ngày buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Tần số thu phát sóng FM tần số 96 MHz đang sử dụng. Kính mong sự quan tâm. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Agribank xin trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017, Agribank Tĩnh Gia, Thanh Hóa triển khai chương trình khuyến mại, nhận tiền trúng táo, tặng áo mưa VKU tại Agribank Tĩnh Gia. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng sẽ được nhận ngay một áo mưa khi thực hiện giao dịch nhận tiền tại quầy, có giá trị từ 500 USD hoặc 10 triệu đồng trở lên. Chương trình quà tặng trao ngay sẽ kết thúc khi hết số lượng áo mưa hoặc chương trình kết thúc. Ngoài ra, tất cả các giao dịch nhận tiền Western Union tại Agribank Tĩnh Gia, bao gồm tất cả các giao dịch tại quầy và giao dịch qua dịch vụ ABMT, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Mỗi mã nhận tiền MTCN Western Union sẽ được coi như một mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Với mỗi mã dự thưởng, khách hàng chỉ được tham gia quay số một đợt duy nhất trong chương trình khuyến mại. Cơ cấu giải thưởng của chương trình với 15 giải nhất là một chiếc điện thoại iPhone 7 32GB trị giá 18 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 270 triệu Việt Nam đồng. Với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi đến nhận tiền của người thân từ nước ngoài gửi về qua dịch vụ kiều hối của Agribank chi nhánh Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ tại các điểm giao dịch của Agribank Tĩnh Gia, Thanh Hóa để được giải đáp và hướng dẫn chu đáo. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt Tĩnh Gia xin kính chào quý khách. Với mục tiêu đem lại cho người tiêu dùng những sản phẩm điện máy chất lượng, tháng 1 năm 2017, hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt đã chính thức khai trương chi nhánh tại Tĩnh Gia, tạo ra một phong cách mua sắm hoàn toàn mới với người dân trên địa bàn huyện, thông qua cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tới người tiêu dùng. MediaMarkt Tĩnh Gia nằm trong hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt toàn quốc, tọa lạc bên tuyến quốc lộ 1A, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, cách bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia 50m. Media mang đến cho người tiêu dùng nơi đây cơ hội tiếp cận mô hình phân phối, bán lẻ điện máy hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, với không gian trưng bày và trải nghiệm mở, không gian mua sắm hiện đại giá cả hợp lý, tiêu chuẩn quốc tế, với hơn 20.000 mặt hàng chính hãng đa dạng phong phú. Ngay sau khi khai trương, MediaMarkt đã đón hàng trăm lượt khách tham quan và mua sắm mỗi ngày. Khách hàng Lê Thị Thơm, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa cho biết. Khách hàng như chúng tôi đến đây cảm thấy mua giá rất rẻ và nhiều mặt hàng coi như là tốt. Trước đây cứ phải đi thành phố với các thứ siêu thị nơi khác, nhưng mà bây giờ về đến đây đủ thứ mặt hàng. Nhân viên phục vụ tận tình và mua các mặt hàng sẽ được bảo hành uy tín, chất lượng hơn. Tôi đi nhiều nơi tôi thấy đến đây là hài lòng với các mặt hàng giá cả. Với phương châm luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tận tình chu đáo, khi đến với MediaMarkt, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc do tất cả các sản phẩm bày bán đều là các thương hiệu hàng đầu thế giới như Sony, Samsung, LG, Toshiba, Panasonic, Nokia, Apple. Nhân dịp này, MediaMarkt mang đến chuỗi chương trình Hè giá sốc, cơn lốc quà tặng với hàng ngàn sản phẩm đại hạ giá lên đến 50%. TV LED 32 inch giá cực sốc chỉ 3.990.000 đồng. Một điều hòa 1 chiều 9.000 BTU Inverter rẻ như điều hòa thường chỉ 6.490.000 đồng tặng thêm quà. Mua điều hòa nhận thêm 7 ưu đãi khủng trị giá đến 1.490.000 đồng. Tủ lạnh 2 cửa 2301 Electrolux giảm 22% giá thanh toán thẻ Vietinbank chỉ 4.740.000 đồng. Máy giặt lồng ngang 7kg rẻ như lồng đứng giá chỉ 3.990.000 đồng. Quạt máy sinh tố nồi cơm điện giảm 49% giá chỉ từ 199.000 đồng. Mua máy làm mát không khí tặng cây lau nhà đa năng trị giá 490.000 đồng. Quạt điều hòa Kangaroo giảm 32% chỉ còn 3.990.000 đồng tặng thêm quà. Laptop IDPack 310 Core i3 RAM 4GB giá sau khuyến mại chỉ từ 7.990.000 đồng. Lenovo Papulut màn hình cực lớn 6.8 inch giảm 43% giá cực sốc 3.988.000 đồng tặng quạt lửng Senko cao cấp. Oppo F3 chuyên gia selfie kép giá cực sốc 7.490.000 đồng tặng tai nghe Bluetooth. Sở hữu siêu phẩm Samsung Galaxy S8, S8 Plus nhận ngay bộ quà đến 3 triệu. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, giá chỉ từ 39.000 đồng. Nhằm mang lại giá trị gia tăng tối đa cho người tiêu dùng, MediaMarkt thực hiện chính sách đổi trả hàng lên đến 45 ngày, tài trợ trả góp lãi suất 0%, miễn phí vận chuyển toàn miền Bắc. Anh Trịnh Ngọc Tuấn, giám đốc siêu thị điện máy MediaMarkt cho biết. Để đáp ứng tốt cái nhu cầu mua sắm về mặt hàng điện máy của người dân địa phương tại huyện Tĩnh Gia, thì từ tháng 1 năm 2017 thì hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt có mở thêm một chi nhánh tại thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, với hơn 20.000 mặt hàng được bày bán tại siêu thị. Thì chi nhánh siêu thị điện máy MediaMarkt về cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm cho người dân địa phương. Cùng với tất bên siêu thị điện máy thì cũng cam kết với tất cả các cái hãng lớn, các cái nhà cung cấp lớn để cung cấp các mặt hàng chính hãng như là Sony, Samsung. Về các cái gian hàng mùa hè thì có những cái gian hàng như là về Daikin, Pana. Đây là những cái mặt hàng mà về cơ bản là MediaMarkt cam kết về giá cả hợp lý, với phương châm phục vụ khách hàng là luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng, thì chúng tôi luôn luôn đưa ra các chương trình khuyến mại giá sốc với phương châm mang lại cái sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm siêu thị điện máy MediaMarkt tại ngay địa phương. Thì bên MediaMarkt cũng cam kết với khách hàng về cái chế độ bảo hành chính hãng nhanh nhất có thể, vận chuyển miễn phí
vận chuyển và miễn phí lắp đặt. Sự ra đời của MediaMarkt Tĩnh Gia không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo nên diện mạo mới mẻ, năng động và hiện đại cho thị trường bán lẻ của huyện Tĩnh Gia. Chi tiết tại Thế giới Điện Máy.com. Hệ thống Thế giới Điện Máy MediaMarkt Tĩnh Gia rất hân hạnh phục vụ quý khách. Alo, chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em? Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào? Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy. Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ? Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn. Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi. Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Ariane custard. Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim Thanh Hóa kính chào quý khách. Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim nằm ở phía tây quốc lộ 8A, gần biên giới Việt-Lào thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, cách đường Hồ Chí Minh 35 km và cách cửa khẩu Cầu Treo 17 km. Được Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 khai thác và sản xuất, làm nước uống và du lịch. Được khoan thẳng xuống nguồn nước nóng ở độ sâu 200m, nhiệt độ nóng 96 độ C, được xử lý qua hệ thống hiện đại, thanh trùng bằng tia cực tím và ozon, được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế chứng nhận. Nước khoáng thiên nhiên Sơn Kim có tác dụng chữa bệnh về xương khớp, thần kinh lưu thông máu, phục hồi chức năng hô hấp, tim mạch, có lợi cho tiêu hóa, ăn ngon miệng hơn, có tác dụng thư giãn, giảm chết, tăng cường và bảo vệ hệ miễn dịch, bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Các chất điện giải như natri, clo, kali, canxi, magie, carbonat, các nguyên tố vi lượng như sắt, đồng kém, giúp gan giải độc và chữa các loại bệnh như bú cổ, suy chức năng tuyến giáp, thận yếu, chậm phát triển trí não, hỗ trợ điều trị bệnh rút và đái tháo đường. Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ du lịch ăn uống và ngâm tắm nước khoáng với đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình và chu đáo. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng nước khoáng đóng chai, các loại bình 20 lít và các dịch vụ về du lịch, xin liên hệ với chúng tôi qua văn phòng đại diện tại xã Mai Lâm, gần khu công nghiệp Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Điện thoại công ty 0393 879 316. Điện thoại văn phòng Tĩnh Gia 0237 868 8879. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi miễn phí. Đến với nước khoáng Sơn Kim là sự lựa chọn tốt nhất cho quý khách hàng. Bởi vì tôi là chính tôi, chẳng cần là một ai khác. À, mẹ con kết su đi thi hát về rồi đây à? Su đặt giải gì vậy? Giải nhất chị ạ. Chà, su giỏi quá. Thế mẹ su đã thưởng con cái gì chưa? Dạ rồi, mẹ thưởng Pushmark chanh leo ạ. Pushmark chanh leo? Vâng, bọn trẻ nhà em chỉ thích uống Pushmark chanh leo thôi. Vừa thanh mát giải nhiệt lại thơm ngon bổ dưỡng. Có phải là Pushmark chanh leo lộc theo về nhà quảng cáo hồi Tết không? Đúng rồi ạ, nhưng bây giờ là Pushmark chanh leo, trải nghiệm khác, hay mát lít. Bọn trẻ giờ thông minh lắm chị ạ, biết rõ Pushmark chanh leo vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe nên rất thích uống. Chứ uống đồ có ga trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa và nhịp sinh học, còn dễ sâu răng nữa nên là không chọn đâu. Đúng thế, thằng Bin nhà chị cũng suốt ngày Pushmark chanh leo. Chị đã hứa là nếu Bin đạt học sinh giỏi thì sẽ thưởng Pushmark chanh leo rồi, là lon màu hồng trắng phải không em? Vâng, có cả dạng chai nữa chị ạ, có Pushmark chanh leo, hè này chị em mình nhẹ gánh lo sức khỏe cả nhà rồi. Pushmark chanh leo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Thuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Trung Kiên, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, Trung Luyến, Viết Mậu. Như đã thông báo sáng nay, ngày 4 tháng 7, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị huyện. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của các thế hệ cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh huyện nhà.
Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia tổ chức tường thuật trực tiếp chương trình đại hội trên sóng phát thanh để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện được nghe, theo dõi các nội dung chương trình của đại hội. Đài Truyền thanh Truyền hình huyện kính đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban tuyên giáo các xã thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh tiếp tục duy trì việc thu phát sóng, phát thanh trực tiếp của đại huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định. Thời gian một ngày buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Tần số thu phát sóng FM tần số 96 MHz đang sử dụng. Kính mong sự quan tâm. Chiếc công ngoài hùng sạng sỡ non sông, nay trên quê hương ta vào trận chiến đâu mới, không có bom rơi đạn nổ bên tai, cùng với cho con xây đắp tương lai. Chúng ta hát tiếp khúc quân hài, cựu chiến binh mang trong mình bao máu nóng, còn mãi trong nguyện vẹn lời thề, chung một ý làm theo lời Bác, xây đắp quê hương mình rạng rỡ hơn xưa. Nay trên quê ta đang bừng bừng sức sống mới, ta tiếp thêm cho ngọn lửa yêu thương, truyền đến cho con khi phách chào. Đội ngũ chúng ta hát tiếp khúc quân hời. Trong mình bao máu nóng, truyền thống vinh quang anh bộ đội Cụ Hồ, trăm trận đánh là trăm trận thắng, bao chiến công oai hùng rạng rỡ non sông. Hay trên quê hương ta vào trận chiến đó mới, không có bom rơi đạn nổ bên tai, cùng với cho con xây đắp tương lai. Chúng ta hát tiếp khúc quân hài, cựu chiến binh mang trong mình bao máu nóng, còn mãi trong tim ta nguyện vẹn lời thề, chung một ý làm theo lời Bác, xây đắp quê hương mình rạng rỡ hơn xưa. Nay trên quê ta đang bừng bừng sức sống mới, ta tiếp thêm cho ngọn yêu thương, truyền đến cho con khi phách chào. Đội ngũ chúng ta hát tiếp khúc quân hời. Đội ngũ chúng ta hát tiếp khúc quân hời. Đội ngũ chúng ta hát tiếp khúc quân hời. Đồng chí ơi, làm điều chi
chiến binh anh trước em sau vẫn sống bên nhau thắm tình đồng đội. Xưa vượt Trường Sơn bằng đôi chân không mỏi, đơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh, tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh. Chân không mỏi, đơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh, tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh. Miền Nam quang vinh, đồng chí ơi, là cựu chiến binh anh trước em sau vẫn sống. Đôi chân không mỏi, cơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh, tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh. Việt Nam quang sao làm quên.
sông